Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao bạn luôn cảm thấy mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ái vào mỗi buổi sáng thứ hai? Tại sao số ít người thành công có thể truyền cảm hứng cho đông đảo những cái người đang loay hoay tìm hướng đi cho mình? Lời giải cho những câu hỏi trên đã được viết trong quyển sách bắt đầu với câu hỏi tại sao. Chỉ có anh em nhà Wright, Apple, Martin Luther King đã bắt đầu với câu hỏi tại sao. Đối với những người đang tìm cách để tạo ra sự thành công lâu dài và những ai tin tưởng rằng thành công cần có sự giúp đỡ của người khác, tôi xin dành tặng bạn một thử thách. Từ giờ trở đi, hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao. Tải ứng dụng và nghe thêm trên Fonos bạn nghe. Chương 1 đều là miễn phí.